Chương 5 Sự Thọ Ký. Trong thời gian ẩn sĩ Xú Mê Thá thành tựu các pháp hành của vị Sa Môn, đúng với truyền thống thực hành của những vị ẩn sĩ cao quý, và đã đắc Bát Thiền Ngũ Thông, thì trong thế gian Đức Phật Nhiên Đăng Đi Băng Cá Rá xuất hiện. 32 biến cố kỳ diệu như sự rung chuyển của 10.000 thế giới xảy ra trong 4 trường hợp liên quan đến sự xuất hiện của Đức Phật Nhiên Đăng, đó là sự nhập thai, đản sanh, thành đạo và lúc Đức Phật thuyết giảng bài pháp đầu tiên. Nhưng đạo sĩ Xú Mê Thá không hay biết những biến cố kỳ diệu này, vì vị ấy mãi trú trong sự an lạc của các tầng thiền. Sau khi thành đạo, Đức Phật Nhiên Đăng thuyết giảng bài pháp đầu tiên đến 100.000 cô ti, một cô ti bằng 10 triệu chư thiên và nhân loại Xú Manh Đá Rá Má. Sau đó, Ngài ra đi để diệt trừ phiền não cho chúng sanh bằng cách tưới lên người họ nước thanh tịnh của chánh pháp như trận mưa lớn đổ xuống khắp 4 châu lục. Rồi cùng với 400.000 vị thánh tăng A-la-hán, Ngài đi đến thành phố Ramawati và trú ngụ tại tỉnh xá Sudassana. Trong lúc đó, Xú Mê Thá đang thọ hưởng sự an lạc của các tầng thiền ở trong rừng và hoàn toàn không hay biết về sự xuất hiện của Đức Phật Nhiên Đăng trong thế gian. Nghe tin Đức Phật đã đi đến tỉnh xá Sudassana, dân cư thành Ramawati, sau bữa ăn sáng của họ, bèn mang những vật thí thượng hạng làm thuốc trị bệnh như bơ, sữa, vân vân, cũng như các hương liệu và hoa đến yết kiến Đức Phật. Sau khi đảnh lễ Đức Phật và cúng dường đến Ngài các loại hương hoa, họ ngồi xuống ở chỗ phải lẽ và lắng nghe bài pháp khả ái nhất của Đức Phật. Cuối thời pháp, họ thỉnh Đức Phật và chúng tăng thọ thực vào ngày mai, và sau khi đi ba vòng quanh Đức Phật để tỏ sự tôn kính, họ rời khỏi tịnh xá và trở về nhà. Những công việc sửa soạn chu đáo để đón tiếp Đức Phật và chúng tăng. Ngày hôm sau, dân chúng thành Ramawati đã sửa soạn chu đáo cho cuộc lễ bố thí vật thực to lớn vô song. Asadisa Mahadana, một cái rạp lớn được dựng lên, những hoa sen thanh khiết, mềm mại, có màu xanh được rải đầy trong rạp. Không trung ngào ngạt 4 loại hương, những loại hoa được làm từ những miếng bánh trắng nhỏ cũng được rải khắp. Những cái chum nước mát có lá chuối đậy bên trên được đặt ở 4 góc rạp. Một cái lọng có đính những hoa sao bằng vàng, bạc và ngọc được gắn giữa trần của cái rạp. Hoa thơm và châu báu giống như những bông hoa được kết thành tràng, được treo ngang thả dọc khắp quanh. Khi sự trang hoàng sắp đặt cho giả ốc đã được hoàn tất, dân cư bắt đầu quét dọn thành phố. Ở hai bên đường chính, họ đặt những chum nước hoa, những cây chuối có buồng, cờ xí cũng được treo lên, những tấm màn có trang trí hoa văn được dâng lên ở những nơi thích hợp. Khi những công việc sửa soạn cần thiết đã được làm như vậy ở trong thành phố, dân chúng kéo nhau đi đắp đường để Đức Phật đi vào thành phố. Họ lấy đất lắp vào những ổ gà và chỗ lở do những cơn lụt để lại, và san bằng chỗ đất gồ ghề, động bùn. Họ cũng rải cát trắng như ngọc trai lên con đường, rải hột nổ đủ màu và trồng những cây chuối có buồng dọc theo con đường. Như vậy, dân cư thành Ramawati đã làm tất cả những công việc sửa soạn và sắp xếp cho cuộc lễ bố thí vật thực. Lúc bấy giờ, ẩn sĩ Xú Mê Thá từ ẩn xá bay vào không trung, và trong khi di chuyển qua không trung, trông thấy dân cư thành Ramawati đang cặm cụi đắp đường và trang hoàng, tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở bên dưới. Đạo sĩ bèn đáp xuống và đứng ở chỗ thích hợp. Trong khi đó, dân chúng đưa mắt nhìn vào vị ấy. Rồi đạo sĩ cất tiếng hỏi: "Các vị đang đắp đường một cách vui vẻ và hăng say, vì lợi ích của ai mà các vị đắp đường vậy?" Dân chúng bèn trả lời: "Thưa Ngài Xú Mê Thá, trong thế gian này đã xuất hiện Đức Phật Nhiên Đăng,
bậc đã chiến thắng năm đại binh của ác ma và cũng là bậc tối thượng trong thế gian. Chúng tôi lắp đường vì lợi ích của Đức Phật ấy. Từ câu chuyện này, chúng ta thấy rằng Đức Phật Nhiên Đăng chỉ xuất hiện sau khi đạo sĩ Sumetha đã chứng đắc Bát Thiền Ngũ Thông. Đạo sĩ Sumetha hoàn toàn không hay biết gì về sự nhập thai, đản sanh, thành đạo và chuyển pháp luân của Đức Phật Nhiên Đăng. Vì vị ấy chỉ đi lại lại trong rừng hoặc bay trên không trung, mãi trú trong sự an lạc của định và thần thông, không thích thú chuyện gì trong thế gian. Chỉ vào lúc ấy, vị ấy đang bay xuyên qua không trung, trông thấy dân chúng thành Ramawati đang vá đường và quét dọn, vị ấy mới đáp xuống đất và hỏi chuyện gì đang xảy ra. Điều này cho thấy rằng lúc bấy giờ đạo sĩ Sumetha cũng đã vài chục ngàn tuổi, vì tuổi thọ của con người trong thời Đức Phật Nhiên Đăng là 100.000 tuổi. Sumetha tham dự vào công việc đắp đường. Sumetha lấy làm sung sướng khi nghe tiếng Phật được thốt ra từ miệng của dân chúng thành Ramawati. Vị ấy tràn trề hạnh phúc và luôn miệng thốt lên tiếng Phật, Phật. Vị ấy không thể chứa hết nỗi vui sướng đang tràn ngập trong toàn thể thân tâm của vị ấy. Đứng ở chỗ đang đáp xuống, Sumetha tràn đầy hạnh phúc và tỉnh tính. Bèn suy nghĩ như vậy: ta sẽ gieo những hạt giống phước thù thắng vào mảnh đất màu mỡ, tức là Đức Phật Nhiên Đăng này, để trao dồi những thiện pháp. Quả thật rất hiếm hoi và khó khăn được chứng kiến giây phút hạnh phúc và sự xuất hiện của Đức Phật. Giây phút hạnh phúc ấy giờ đây đã đến với ta, đừng dễ vui bỏ qua nó. Sau khi suy nghĩ như vậy, vị ấy hỏi dân chúng rằng: thưa quý vị, nếu quý vị đang làm đường để Đức Phật đi qua, xin hãy nhường cho tôi một đoạn đường, tôi cũng muốn tham dự vào công việc vá đường của quý vị. Dân chúng đáp lại: lành thay. Và vì họ tin rằng đạo sĩ Sumetha có thần thông lực, nên họ chỉ định cho vị ấy một khoảng đất lớn, lầy lội và rất gồ ghề, khó đắp vá. Khi giao đoạn đường ấy cho đạo sĩ, họ nói rằng: ngài có thể đắp vá và trang hoàng đoạn đường này cho tốt. Rồi Sumetha với tâm đầy vui sướng khi tưởng niệm đến các ân đức của Phật, bèn quyết định rằng: ta có thể đắp vá con đường này bằng thần thông của ta, để nó trông khả ái hơn. Nhưng nếu ta làm như vậy thì dân chúng quanh ta sẽ không thể đánh giá cao về nó, vì nó được làm rất dễ dàng, chỉ trong tích tắc. Ngày hôm nay ta sẽ làm công việc này bằng sức lao động của chính ta. Sau khi đã quyết định như vậy, vị ấy lấy đất từ xa đến lấp vào chỗ trống. Đức Phật đi đến. Trước khi đạo sĩ Sumetha làm xong công việc được chỉ định, thì Đức Phật Nhiên Đăng trên đường đi đến với 400.000 vị A-la-hán. Tất cả đều có lục thông, đã sạch hết phiền não và tám pháp thế gian, cũng không thể nào làm lay chuyển các ngài. Khi Đức Phật Nhiên Đăng trên đường đi đến cùng với 400.000 vị A-la-hán, thì chư thiên và nhân loại cùng đón các ngài bằng tiếng của các loại trống. Họ cũng bày tỏ sự vui sướng bằng cách hát lên những bài ca đón chào để tôn dương Đức Phật. Lúc bấy giờ, tất cả nhân loại đều trông thấy chư thiên và chư thiên cũng trông thấy nhân loại. Tất cả những chúng sanh này, chư thiên và nhân loại, một số chắp tay cung kính, còn số khác thì tấu lên nhiều loại nhạc cụ. Chư thiên đi theo ở trên không trung, họ tung rải khắp nơi những bông hoa của chư thiên như hoa mạn đà la, hoa sen, hoa câu tỳ đà la để tôn kính Đức Phật. Còn ở dưới mặt đất, nhân loại cũng như thế, họ tung rải các loại hoa như Kamba, Sarala, Munchalinda, Naga, Punaga và Ketaki. Đạo sĩ Sumetha nhìn chăm chú vào kim thân của Đức Phật rực rỡ với 32 hảo tướng của bậc đại trượng phu và 80 tướng phụ. Vị ấy đã chứng kiến kim thân chói sáng của Đức Phật trông giống như khối vàng ròng với hào quang chói lọi ở quanh ngài và hào quang sáu màu phát ra từ thân ngài phóng đi như tia chớp xẹt ngang bầu trời xanh biếc. Rồi đạo sĩ quyết định như vậy: hôm nay ta nên dứt bỏ thân mạng của ta trước Đức Phật, đừng để ngài dẫm lên bùn một cách bất tiện. Hãy để Đức Phật
và 400.000 vị A-la-hán của Ngài dẫm lên lưng ta và đi tựa như một chiếc cầu ván màu hồng ngọc, lấy thân ta làm chiếc cầu để Đức Phật và các vị A-la-hán đi qua. Việc này sẽ đem lại cho ta lợi ích và hạnh phúc lâu dài. Sau khi đã quyết định như vậy, vị ấy buông xả chân tóc búi, trải ra tấm thảm bằng da beo và chiếc y vải bố trên vũng nước và nằm sắp xuống trên chúng, trông giống như chiếc cầu ván có màu hồng ngọc. Đạo sĩ Xú Mê Thá phát nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác. Sau khi đã trải mình trên vũng lầy như thế, đạo sĩ Xú Mê Thá đã phát khởi chí nguyện thành Phật như vậy: nếu muốn, chính ngày hôm nay ta có thể trở thành một vị A-la-hán, sạch hết các lậu hoặc và các pháp ô nhiễm trong tâm cũng được loại trừ. Nhưng nó có ích gì cho một cao nhân như ta là giác ngộ đạo quả A-la-hán và Niết Bàn như một vị A-la-hán tầm thường trong giáo pháp của Đức Phật Nhiên Đăng? Ta sẽ cố gắng hết sức để chứng đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng giác, giải thoát luân hồi cho riêng mình thì được gì, trong khi ta là bậc thượng nhân, hiểu biết đầy đủ về trí tuệ sức chúng. Niềm tin và sự tinh tấn của ta, ta sẽ cố gắng để chứng đạt đạo quả Phật chánh đẳng giác và giải thoát tất cả chúng sanh, luôn cả chư thiên, ra khỏi biển khổ luân hồi. Sau khi thành đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng giác, do quả phước vô song này của ta, từ hành động đem thân mình trải dài trên bùn để làm cầu cho Đức Phật Nhiên Đăng đi qua, ta sẽ cứu độ vô số chúng sanh ra khỏi biển khổ luân hồi. Sau khi vượt qua dòng sông luân hồi, bỏ lại ba cõi, trước hết ta sẽ tự mình bước lên chiếc bè bát chánh đạo và đi cứu vớt tất cả chúng sanh, bao gồm chư thiên. Như vậy, tâm của vị ấy hướng đến việc trở thành một vị Phật. Sumitta là Yasothara tương lai. Trong khi Xú Mê Thá đang lập nguyện thành Phật như vậy, thì một thiếu nữ Bà La Môn tên Sumitta đi đến hòa nhập với đoàn người đang vây quanh Đức Phật. Nàng mang theo 8 hoa sen để cúng dường Đức Phật. Khi nàng đi vào đám người và ngay khi mắt nàng nhìn thấy Xú Mê Thá, thì một tình cảm mãnh liệt đối với vị ấy đột nhiên khởi sanh trong nàng. Dầu nàng muốn dâng cúng cho vị ấy vật thí nào đó, nhưng nàng chẳng có gì ngoài 8 bông sen. Rồi nàng nói với vị ấy rằng: kính thưa đạo sĩ, con cúng dường ngài 5 hoa sen để ngài lấy đó mà cúng dường Đức Phật. 3 bông hoa còn lại là phần con sẽ dâng đến Đức Phật. Rồi nàng trao 5 hoa sen cho đạo sĩ Xú Mê Thá và bày tỏ ước muốn rằng: thưa ẩn sĩ, trải qua suốt thời gian dài thực hành ba la mật của ngài để thành đạo quả Phật, con nguyện sẽ làm người cộng tác trong cuộc đời của ngài. Xú Mê Thá nhận lấy những hoa sen từ thiếu nữ Sumitta và giữa đám đông, vị ấy dâng cúng chúng đến Đức Phật Nhiên Đăng đã đi đến trước mặt vị ấy. Xong, vị ấy phát nguyện thành bậc chánh đẳng giác. Đức Phật quan sát cảnh đã xảy ra giữa Xú Mê Thá và Sumitta. Ngài tiên tri giữa đại chúng như sau: này Xú Mê Thá, cô gái Sumitta này sẽ là người tham dự trong cuộc đời của ngươi, cộng tác với ngươi bằng hành động và sự nhiệt tình, không kém gì người, để giúp ngươi thành đạo quả Phật. Nàng sẽ khiến ngươi hoan hỷ trong mỗi ý nghĩ, lời nói và việc làm của nàng. Tương lai, nàng sẽ có dáng vẻ yêu kiều khả ái, có giọng nói ngọt ngào và tính tình vui vẻ. Trong thời kỳ giáo pháp của ngươi, ở kiếp cuối cùng, khi ngươi là một vị Phật, nàng sẽ trở thành nữ đệ tử, nhận lãnh di sản tinh thần của ngươi, là đạo quả A-la-hán cùng với 6 thắng trí. Lời tiên tri. Như đã nêu ra dưới nhan đề, quán niệm về sự xuất hiện hy hữu của một vị Phật, không ai trong đám đông mà không phát nguyện thành Phật khi trông thấy oai lực vĩ đại của Đức Phật. Dầu họ phát nguyện thành Phật, nhưng không ai trong họ có đặc tánh thành Phật. Không giống như đại chúng này, Xú Mê Thá có đủ tất cả những nhân tố cần thiết để chứng đắc Phật quả. Thật ra, vị ấy có khuynh hướng thành Phật vì vị ấy có 8 yếu tố cần thiết để được thọ ký. 8 yếu tố này là: 1. Người thật sự. 2. Người nam. 3. Có tất cả những điều kiện cần thiết để giác ngộ đạo quả A-la-hán. 4. Gặp được Đức Phật đang tại tiền. 5.
làm một vị sa môn có niềm tin vào định luật nghiệp báo. 6. Chứng đắc bát thiền ngũ thông. 7. Sẵn sàng hiến thân mạng của mình vì lợi ích của Đức Phật Nhiên Đăng. Nếu Đức Phật và 400.000 vị A-la-hán của Ngài đi qua trên lưng của đạo sĩ Xú Mê Thá, khi ấy vị đang nằm sắp tựa như các Ngài đang đi trên chiếc cầu, thì ác vị ấy sẽ không còn sống. Sự thực hành như vậy được gọi là tăng thượng tác thiện, Aphikkarakusala. Và 8. Có nguyện vọng thành Phật rất mạnh mẽ vì đạo quả Phật, cho dù toàn thể thế giới được rải đầy than hồng nóng đỏ và được cắm đầy gươm đao bén nhọn, vị ấy sẽ không nhục chí mà vẫn bước lên chúng. Biết rằng Xú Mê Thá có đủ những đặc tính cần thiết này, Đức Phật Nhiên Đăng đích thân đi đến Xú Mê Thá, và khi đứng trước đầu của vị ấy, Ngài vận dụng thần thông nhìn về tương lai để xem Xú Mê Thá, người đang nằm trên dũng bùn với ý chí thành Phật, có thành tựu ước nguyện của vị ấy hay không. Rồi Đức Phật Nhiên Đăng thấy tất cả về tương lai của đạo sĩ Xú Mê Thá như vậy, Xú Mê Thá sẽ trở thành một vị Phật tên là Gotama sau 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Trong khi đang đứng ở đó, Đức Phật nói lên lời tiên tri bằng chính câu kệ, bắt đầu bằng những chữ Bát Sa Thá Ý Măng Ta Bát Săng Chá Tí Lăng Úc Gáp Táp Bá Năng. Này các tỷ kheo, hãy nhìn vị đạo sĩ tóc búi này đang thực hành các pháp khổ hạnh nghiêm ngặt. Vị ẩn sĩ Xú Mê Thá này sẽ trở thành một đấng giác ngộ giữa chư thiên, phạm thiên và nhân loại sau 4 đại kiếp, chính xác là 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp kể từ bây giờ. 2. Trước ngưỡng cửa đạo quả Phật của vị ấy, Xú Mê Thá này sẽ từ bỏ thế gian, bỏ lại kinh thành Ca Tỳ La Vệ xa hoa lộng lẫy. Rồi vị ấy chuyên tâm hành thiền và thực hành những pháp khổ hạnh Dukkharacariya. 3. Trong khi ngủ dưới cội cây Achapala, vị ấy sẽ thọ lãnh lễ vật cúng dường bằng món cơm sữa và đi đến sông Ni Liên Thiền. 4. Đó là nơi mà vị ấy sắp chứng đắc Phật quả. Vị ấy sẽ đổ món cơm sữa ở trên bờ sông và đi đến cây bồ đề bằng lối đi được chư thiên khéo sửa soạn. 5. Khi vị ấy đến tại cây bồ đề, nơi sẽ đem lại sự giác ngộ, vị ấy đi quanh theo chiều kim đồng hồ. Vị ấy sẽ đi từ hướng nam sang tây, từ hướng tây sang bắc và từ bắc sang đông. Sau khi đã an vị dưới cội cây bồ đề, vị ấy chứng đắc tuệ quán, thông đạt tứ diệu đế và trở thành vị chánh biến tri vô song, danh tiếng vang lừng. 6. Mẹ của vị Phật này sẽ có tên là Maya Devi, cha là Suddhodana. Vị Phật này có tên gọi là Gotama. 7. Hai vị tối thượng tinh văn của vị ấy sẽ là Kulita và Upatissa, sẽ thoát khỏi các lậu hoặc và tham ái, có tâm thanh tịnh và định thâm sâu. Vị tỷ kheo có tên Ananda sẽ là thị giả hầu cận vị Phật này. 8. Hai trưởng lão Ni Khema và Upalawana là những bậc thoát khỏi lậu hoặc và tham ái, có tâm vắng lặng và định thâm sâu, sẽ trở thành hai nữ tối thượng tinh văn. 9. Chitta và Hatha Lá Quá Cá sẽ là hai vị cận sự nam tối thắng hầu hạ Đức Phật. Tương tự, Uttara và Nandamata sẽ là hai vị cận sự nữ tối thắng. Sự tung hô của chư thiên và nhân loại. Nghe lời tiên tri của Đức Phật Nhiên Đăng, bậc vô song trong tam giới, chư thiên và nhân loại vui mừng tung hô, ẩn sĩ Xú Mê Thá đã được tiên tri là hạt giống của Đức Phật tương lai. Và vỗ tay reo mừng, chư thiên và phạm thiên đến từ 10.000 thế giới ấy với nhân loại cũng đưa tay lên để tỏ sự tôn kính. Họ cũng bày tỏ ước muốn của họ bằng những lời cầu nguyện. Cho dù bây giờ chúng tôi không thực hành được giáo pháp của Đức Phật Nhiên Đăng, bậc Thế Tôn, chúng tôi cũng sẽ gặp vị ẩn sĩ cao quý này mà tương lai sẽ là vị Phật. Lúc ấy, chúng tôi có thể phấn đấu thành đạt trí tuệ bậc cao trong giáo pháp. Ví dụ có người cố gắng vượt qua con sông nhưng không thể đến bờ bên kia vì họ bị dòng nước cuốn đi. Tuy nhiên, họ sẽ tìm cách bám vào một chỗ đáp nào đó
dưới con sông và từ đó vượt qua đến bờ bên kia. Dường thế ấy, dầu chúng ta vẫn chưa thể thực hành giáo pháp của Đức Phật Nhiên Đăng, nhưng chúng ta sẽ gặp vị ẩn sĩ Sumetha này đã được thọ ký thành Phật trong tương lai, và khi ấy chúng ta sẽ chứng đắc đạo quả. Đức Phật Nhiên Đăng tiếp tục đi đến thành Ramawati. Đức Phật Nhiên Đăng bậc xứng đáng thọ lãnh vật thí từ phương xa đem đến A Hú Nay Vô, bậc thế gian giải thông suốt tam giới, sau khi thọ ký cho đạo sĩ Sumetha và tôn vinh vị ấy bằng 8 nắm hoa, ngài ra đi, bước ra với bàn chân phải đặt bên cạnh Sumetha. Từ chỗ mà Đức Phật nói lên lời tiên tri, 400.000 vị La Hán cũng ra đi bên phải của các ngài, hướng về đạo sĩ Sumetha. Sau khi tôn vinh vị ấy bằng hoa và hương liệu, nhân loại, rồng và các nhạc sĩ chư thiên cũng ra đi khỏi đó, sau khi đảnh lễ đến đạo sĩ Sumetha và cúng dường vị ấy bằng hoa và bột thơm. Giữa những vị tôn vinh được tưới xuống trên người đạo sĩ Sumetha do chư thiên và dân chúng thành Ramawati, Đức Phật Nhiên Đăng có 400.000 vị A-la-hán tháp tùng tiếp tục theo con đường đầy cờ xí và hoa để vào thành phố và ở đó. Ngài ngồi vào chỗ đã được soạn sẵn dành cho Đức Phật. Khi đã an tọa, ngài xuất hiện như mặt trời ban mai mới mọc trên đỉnh núi Yudhanthara, cũng như những tia nắng ban mai làm cho những hoa sen bừng nở. Cũng thế, Đức Phật sẽ phóng ra những tia sáng giác ngộ làm cho những người sắp giải thoát có thể thông đạt tứ diệu đế. 400.000 vị La Hán cũng ngồi vào đúng vị trí của họ. Khi ấy, dân cư thành Ramawati tiến hành lễ bố thí vật thực vô song đến Đức Phật và chúng đệ tử tỷ kheo của ngài. Niềm vui sướng và mãn nguyện của Sumetha. Khi Đức Phật Nhiên Đăng, bậc chúa tể của tam giới, và 400.000 vị A-la-hán ra đi khuất tầm nhìn của vị đạo sĩ Sumetha, thì vị ấy từ chỗ nằm đứng dậy đầy vui sướng và với tâm hoan hỷ, hân hoan và thỏa mãn. Vị ấy ngồi kiết già trên đống hoa khổng lồ do chư thiên và nhân loại rải cúng dường, rồi suy xét: ta đã thành tựu bát thiền và chứng đắc 5 pháp thần thông khắp 10.000 thế giới, không có vị đại sĩ nào sánh bằng ta. Ta không thấy có ai ngang bằng ta về các pháp thần thông. Suy tưởng như vậy, vị ấy ngồi thọ hưởng niềm vui sướng và thỏa mãn tột độ. Chư thiên công bố về 32 hiện tượng lúc thọ ký. Khi Sumetha đang ngồi kiết già như vậy, đầy hạnh phúc trong sự hồi tưởng về những lời tiên tri của Đức Phật Nhiên Đăng, và đang có cảm giác tựa như vị ấy đã có viên bảo ngọc là đạo quả Phật trong tay, thì chư thiên và phạm thiên từ 10.000 thế giới đi đến và công bố bằng âm thanh vang dội: 1. Thưa ngài Sumetha, 32 hiện tượng của sự tiên tri giờ đây đã xảy ra. Những hiện tượng này cũng đã xảy ra đối với chư vị Bồ Tát trong quá khứ, khi họ được thọ ký và đang ngồi kiết già y như ngài bây giờ. Như vậy, ngài sẽ trở thành Phật không thối chuyển. 2. Thưa ngài Sumetha, khi chư vị Bồ Tát quá khứ được thọ ký thì thời tiết không nóng quá, cũng không lạnh quá. 2 hiện tượng này đã được thấy rõ ngày hôm nay. Như vậy, ngài sẽ thành Phật không thối chuyển. 3. Thưa ngài Sumetha, khi chư vị Bồ Tát quá khứ được thọ ký thì có sự yên lặng hoàn toàn và tuyệt đối không có sự náo động khắp 10.000 thế giới. 2 hiện tượng này đã được thấy rõ ngay ngày hôm nay. Như vậy, ngài sẽ thành Phật không thối chuyển. 4. Thưa ngài Sumetha, khi chư vị Bồ Tát được thọ ký thì không có những cơn gió mạnh dấy lên, những con sông cũng ngừng chảy. 2 hiện tượng này đã được thấy rõ ngày hôm nay. Như vậy, ngài sẽ thành Phật không thối chuyển. 5. Thưa ngài Sumetha, khi chư vị Bồ Tát thọ ký thì tất cả hoa trên đất và hoa dưới nước đều đồng loạt trổ bông. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy, ngài sẽ thành Phật không thối chuyển. 6. Thưa ngài Sumetha, khi chư vị Bồ Tát được thọ ký thì tất cả cây leo và những cây khác đồng loạt ra trái. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy, ngài sẽ trở thành Phật không thối chuyển. 7. Thưa ngài Sumetha, khi chư vị Bồ Tát được thọ ký
thì tất cả châu báu ở trên trời và dưới đất đều phát sáng. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy, Ngài sẽ thành Phật không thối chuyển. 8. Thưa Ngài Xú-mê-thá, khi chư vị Bồ Tát được thọ ký, thì những tiếng nhạc từ trên trời cũng như dưới đất đều được nghe. Những nhạc cụ ấy tự phát ra tiếng mà không cần chư thiên hay nhân loại tấu lên. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy, Ngài sẽ thành Phật không thối chuyển. 9. Thưa Ngài Xú-mê-thá, khi chư vị Bồ Tát được thọ ký, thì những hoa lạ tuyệt đẹp từ trên trời rơi xuống như mưa. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy, Ngài sẽ thành Phật không thối chuyển. 10. Thưa Ngài Xú-mê-thá, khi chư vị Bồ Tát được thọ ký, thì đại dương quay cuồng và 10.000 thế giới cũng rung chuyển. Có những tiếng gầm lớn do hai hiện tượng này gây nên. Hiện tượng này đã xuất hiện ngày hôm nay. Như vậy, Ngài sẽ thành Phật không thối chuyển. 11. Thưa Ngài Xú-mê-thá, khi chư vị Bồ Tát được thọ ký, thì các ngọn lửa địa ngục khắp 10.000 thế giới đều tắt liệm. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy, Ngài sẽ thành Phật không thối chuyển. 12. Thưa Ngài Xú-mê-thá, vào ngày mà chư vị Bồ Tát quá khứ được thọ ký, mặt trời hoàn toàn sáng rực, tất cả những vì sao và tinh tú đều có thể được thấy rõ suốt ngày. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy, Ngài sẽ thành Phật không thối chuyển. 13. Thưa Ngài Xú-mê-thá, vào ngày mà chư vị Bồ Tát quá khứ được thọ ký, nước từ dưới đất phun lên mà không cần có mưa. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy, Ngài sẽ thành Phật không thối chuyển. 14. Thưa Ngài Xú-mê-thá, vào ngày mà chư vị Bồ Tát quá khứ được thọ ký, tinh tú và các thiên thể chiếu sáng rực rỡ, sao và Visakha xuất hiện cùng với mặt trăng tròn đầy. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy, Ngài sẽ thành Phật không thối chuyển. 15. Thưa Ngài Xú-mê-thá, vào ngày mà chư vị Bồ Tát quá khứ được thọ ký, các loài rắn, loài mông gút và những loài thú khác ở hang, những loài chồn cáo sống trong hang đều ra khỏi chỗ của chúng. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy, Ngài sẽ thành Phật không thối chuyển. 16. Thưa Ngài Xú-mê-thá, vào ngày mà chư vị Bồ Tát quá khứ được thọ ký, không có dấu hiệu bực bội trong tâm, đến với chúng sanh hữu tình và tất cả đều vừa lòng với những gì chúng có. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy, Ngài sẽ thành Phật không thối chuyển. 17. Thưa Ngài Xú-mê-thá, vào ngày mà chư vị Bồ Tát quá khứ được thọ ký, tất cả chúng sanh hữu tình đều hết bệnh và không đói. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy, Ngài sẽ thành Phật không thối chuyển. 18. Thưa Ngài Xú-mê-thá, vào ngày mà chư vị Bồ Tát quá khứ được thọ ký, chúng sanh không tham luyến dục trần, không sân hận và đần độn si mê. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy, Ngài sẽ thành Phật không thối chuyển. 19. Thưa Ngài Xú-mê-thá, vào ngày mà chư vị Bồ Tát quá khứ được thọ ký, không có sự sợ hãi trong tất cả chúng sanh. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy, Ngài sẽ thành Phật không thối chuyển. 20. Thưa Ngài Xú-mê-thá, vào ngày mà chư vị Bồ Tát quá khứ được thọ ký, không gian trong lành, không bụi bặm, sương khói. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy, Ngài sẽ thành Phật không thối chuyển. 21. Thưa Ngài Xú-mê-thá, vào ngày mà chư vị Bồ Tát quá khứ được thọ ký, không gian không có những mùi khó chịu, hoàn toàn ngập tràn hương thơm của chư thiên. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy, Ngài sẽ thành Phật không thối chuyển. 22. Thưa Ngài Xú-mê-thá, vào ngày mà chư vị Bồ Tát quá khứ được thọ ký, chư thiên và nhân loại, ngoại trừ những phạm thiên vô sắc, đều được mọi người trông thấy. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy, Ngài sẽ thành Phật không thối chuyển. 23. Thưa Ngài Xú-mê-thá, vào ngày mà chư vị Bồ Tát quá khứ được thọ ký, tất cả cõi khổ đều hiện rõ. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy, Ngài sẽ thành Phật không thối chuyển. 24. Thưa Ngài Xú-mê-thá, vào ngày mà chư vị Bồ Tát quá khứ được thọ ký, tất cả vách tường, cửa và ngay cả các ngọn núi đều luôn mở rộng, không có vật chắn. Ngày hôm nay, tất cả vách tường, cửa nẻo và núi non đều trở nên như khoảng không thông suốt. Hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy, Ngài sẽ thành Phật không thối chuyển. 25. Thưa Ngài Xú-mê-thá, vào ngày mà chư vị Bồ Tát quá khứ được thọ ký, không có sự mạng chung
hay thọ sanh của tất cả chúng sanh, hiện tượng này đã xảy ra ngày hôm nay. Như vậy, Ngài sẽ thành Phật không thối chuyển. Những lời sách tấn của Chư Thiên và Phạm Thiên. Chư Thiên và Phạm Thiên đến từ 10.000 thế giới đã nói lời tán dương và sách tấn Xú-mê-thá như vậy. Thưa Ngài Xú-mê-thá cao quý, hãy nỗ lực và cố gắng không ngừng, đừng thối chuyển. Hãy tiến tới bằng sự tinh tấn của Ngài. Chúng tôi biết chắc rằng Ngài sẽ thành Phật. Chấm dứt chương nói về sự thọ ký.